Hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề học và luyện thi IELTS. Cụ thể hơn là đối với những câu hỏi mà học IELTS với mang điểm là 6.0 á, thì liệu có khó hay không và có những cách học nào để có thể hỗ trợ được tốt nhất cho các bạn. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra đó là IELTS để lấy được cái mức chứng chỉ IELTS nó nằm ở mức khoảng tầm từ 5.5 cho tới 6.0 á, thì không biết là mất bao lâu. Câu trả lời nó phụ thuộc vào trong cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của chính các bạn. Bởi vì nếu như các bạn đã từng học tiếng Anh qua rồi thì cái khoảng thời gian nó sẽ ngắn hơn. Bạn nào đã có IELTS rồi mà muốn nâng cái bảng điểm lên khoảng tầm 6.0 thì nó sẽ còn ngắn hơn nữa. Tại vì các bạn, hầu hết các bạn đều đã nắm được cái kiến thức, kỹ năng cơ bản, thì chúng ta chỉ cần rèn luyện thêm những cái skill phù hợp để áp dụng cho việc học luyện thi IELTS thôi thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Và đồng thời á, nếu như các bạn nào mà đã có được cái kiến thức cơ bản rồi thì thường các bạn sẽ muốn nâng cao hơn là khoảng tầm 6.5, 7.0 luôn. Thì như vậy nó sẽ phục vụ cho cái mục đích của các bạn, cho cái hỗ trợ cho công việc nhiều hơn. Hoặc nếu như những bạn nào mà hài lòng ở 6.0 á, thì thật ra lấy 6.0 nó cũng khá dễ, nó không có gì khó cả. Quan trọng là chính các bạn. Và cái này ở riêng một, nói riêng một chút xíu, đối với những bạn nào mà bị mất gốc, mất gốc tiếng Anh ở đây là chưa học qua bất kỳ cái trung tâm ngôn ngữ nào, trung tâm ngoại ngữ nào, hoặc là chỉ học trực tiếp ở trên trường thôi, và cái điểm số ở trên trường nó luôn luôn nằm ở cái mức trung bình khá, tức là từ 5 cho tới 7 điểm á, thì các bạn này cái điểm số này nó sẽ ảnh hưởng một chút xíu đối với cái thời gian học. Thế các bạn sẽ phải ôn lại hết toàn bộ những cái kiến thức về ngữ pháp, về cấu trúc ngữ pháp và cách thì, rồi nghe nói phát âm cơ bản vân vân. Những cái đó như vậy nó sẽ khiến cho thời gian của các bạn lâu hơn một chút xíu, khoảng tầm 1 năm. Tức là trong 1 năm mà các bạn lấy được IELTS 6.0, các bạn không nghe nhầm đâu. Bởi vì đối với cái lộ trình học tinh gọn á, thì thường á, là sẽ khoảng tầm 1 năm hơn thôi là để lấy mức là 6.5 luôn ấy, chứ không phải là 6.0 không. Là đối với những bạn mà mất gốc tiếng Anh đó nha, thành ra là mình cũng đừng có quá đặt quá vấn đề quá nặng cho cái việc là học IELTS một khoảng thời gian 2 năm 3 năm chỉ là lấy 6.0 hay là 6.5, thực ra nó không đáng. Bởi vì nếu như các bạn có một cách học phù hợp, tiếp thu hiệu quả thì các bạn chỉ cần khoảng tầm 1 năm thôi. Ok, vậy thì đó, đối với bộ 3 quyền lực là ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng, khi mà các bạn áp dụng vào trong một cách học nào đó thì nên áp dụng khoảng tầm từ 1 cho tới 2 tháng trở lên, thì như vậy nó mới có được những cái kết quả rõ ràng. Vì chứ viết ra cho mình một cái kế hoạch nó được thì dán lên trên cửa chẳng hạn, lập ra cho mình một cái set note nè, hoặc là bây giờ các bạn có thể mua một cái tấm bảng bảng trắng ở ngoài nhà sách cũng có đó, thì khi đó các bạn viết ra là một ngày thì ôm bao nhiêu từ vựng hay là như thế nào đó, mà bạn để một cái ô đó, khi nào mà bạn làm xong bạn xích một cái bút lông lên đó, cứ mỗi ngày như vậy, từ từ rồi các bạn sẽ góp nhặt thêm những cái kiến thức rộng hơn. Ok, ngoài ra thì mình cũng chia sẻ thêm một chút xíu về cái bảng điểm để mà có thể là lấy được bảng điểm 6.0 của IELTS, thì các bạn cần những cái điểm thành phần như thế nào. Việc bổ sung thêm những cái lượng từ vựng khác nhau á, thì nó sẽ có rất nhiều cách. Một trong số những cách cơ bản đó là viết ra. Bởi vì khi mà các bạn viết ra á, nó cũng giống như cái việc mà các bạn đang làm một cái tattoo vào trong não mình vậy á. Nói chơi vậy thôi, chứ khi mà các bạn viết ra thì cũng là lúc mà các bạn đánh vần cái chữ đó và các bạn biết được vị trí của chữ đó như thế nào. Giống như cái việc mà khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái tờ báo, bây giờ chúng ta không còn phải đánh vần nữa đúng không nào? Chúng ta mắt của chúng ta lướt qua chữ nào là chúng ta có thể đọc được những chữ đó. Thì cái việc ghi nhớ nó cũng giống như vậy, viết ra thì mới nhớ lâu. Bên cạnh đó, nếu như các bạn đã viết ra rồi thì các bạn cũng nên nhớ là tìm thêm những cái từ nó đồng nghĩa với lại cái từ mà các bạn đang học. Bởi vì không thể nào mà chúng ta có một từ mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài đúng không nào, nó sẽ tạo ra cái cảm giác cực kỳ nhàm chán kể cả tiếng Việt. Thành ra là nếu như mà các bạn có thể có được những cái từ mà nó có liên quan, ghi ngay vào, rồi sau đó đôi khi á, chúng ta có thể kết hợp cả việc học ngữ pháp vào trong việc học từ vựng luôn. Đó là khi mà chúng ta viết những cái đoạn như mình có nói là các bạn viết cái câu ví dụ á, của mọi cái công thức ngữ pháp, cấu trúc ngữ pháp, thì các bạn trong cái câu đó các bạn thử áp dụng cho mình từ 2 cho tới 3 từ mới mà các bạn mới vừa học một câu đơn chuyện đúng không nào. Đối với cái việc chia sẻ về cái hướng học á, thì có rất nhiều cái cách học khác nhau để hỗ trợ cho các bạn. Tuy nhiên với cá nhân mình nha, thì mình sẽ muốn tập trung vào 3 yếu tố thôi. Đầu tiên là ngữ âm, cái thứ hai là ngữ pháp, và cái thứ ba đó là từ vựng. Vâng, chính cái bộ 3 quyền lực này nè, nó sẽ hỗ trợ được cho mình rất nhiều trong cái quá trình mà mình lấy được cái mang điểm cao của cái phần học luyện thi IELTS. Bởi vì chính
ba yếu tố đó nó sẽ cấu thành lên cái việc là các bạn sử dụng ngôn ngữ nó có giỏi hay không, có tốt hay không, và có đẩy nhanh được cái tiến độ học tập của mình hay không. Bởi vì mình học, mình phải biết cách học, mình mới học hiệu quả được. Yếu tố số 2, ngữ pháp. Một trong số những cái mà mình ghét nhất. Thật sự ra đó, bảo là ghét thì cũng không hẳn, nhưng mà học những ngữ pháp rất chán, cực kỳ chán. Bởi vì ngày trước mình học ngữ pháp đó, toàn là chép những cái câu trên bảng xuống, sửa lại như thế nào. Rồi những cái câu đó nhiều khi bây giờ mà bảo mình nhớ thì chắc là mình cũng không nhớ nổi. Thậm chí nha, cái việc mà áp cái công thức vào á, nghe thì có vẻ dễ, nhưng mà với hàng hà sa số những cái công thức hay là những cái điểm mà mình cần phải chú ý, rồi cách chia động từ như thế nào, thật sự rất chán, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có một cái cách học ngữ pháp như sau. Khi mà các bạn viết lại thành câu, các bạn nên chọn về việc là viết ngữ pháp trong một cái cuốn tập riêng, tức là một cuốn tập chỉ riêng về ngữ pháp thôi, và chỉ riêng về cấu trúc ngữ pháp thôi. Đó có thể là một cuốn sổ tay chẳng hạn. Khi các bạn viết cái cấu trúc ngữ pháp, bạn viết cái cấu trúc chính, cái công thức, thì các bạn nên viết bằng bút màu khác. Và khi ở bên dưới, các bạn nên viết những cái ví dụ cho cái công thức đó bằng những cái ví dụ có liên quan tới bạn nhé. Không có được tự ý mò. Bởi vì nếu như các bạn mò mà các bạn hiểu sai một cái gì đó thì nó sẽ tạo ra một cái lối mò mà nó kéo theo những cái sai khác nữa. Thành ra nếu như mà các bạn học tại ngữ tại Alex á, thì bên mình cũng có hỗ trợ cho các bạn về những cái phần gia sư. Gia sư có kỹ năng về writing, và kỹ năng viết, và kỹ năng về grammar, và kỹ năng về ngữ pháp. Hai cái này là hai cái chính để hỗ trợ cho các bạn trong việc nâng điểm trong ban của IELTS. Tại vì mình nói hay là một chuyện, nhưng mình phải nói đúng. Bởi vì nếu như cái thông tin của mình đưa ra cho một người nào đó khác, ví dụ như một đối tác hoặc là một người bạn của mình đi ha, mình trò chuyện với họ, nhưng mà mình lại chia sai thì làm họ phân kiểu họ bị rối trong cái việc là thời gian nó xảy ra khi nào, rồi cái câu chuyện đó họ nắm bắt không rõ, thì cái đó là hại cho mình, đúng không nào? Cho nên là các bạn nhớ, học ngữ pháp là phải học cho kỹ. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái đầu sách dạng tiếng Anh, tức là những cái bản original chưa có qua dịch á, của những tác giả người nước ngoài. Thì khi đó các bạn coi, các bạn có thể coi thêm những cái bài viết về blog, ví dụ như thế. Có những cái phần như vậy, bạn đọc và bạn học cái cách viết của người ta luôn. Lưu ý là đừng có bắt chước 100%, mà dựa vào cái cách viết đó các bạn tạo ra những cái cách viết cho bản thân mình. Khi các bạn luyện đọc như vậy cũng là lúc mà các bạn lấy được cái văn phong của họ, các bạn hấp thụ được thêm những cái văn phong viết khác nhau. Đặc biệt là IELTS là một trong số những cái dạng bài thi mà có cái phần viết rất là phong phú, đặc biệt là thiên về cái nghị luận xã hội rất nhiều. Thành ra là các bạn cố gắng là rèn luyện thêm, cũng như là áp dụng cái kiến thức xã hội vào trong cái phần viết, cái phần grammar của mình, để mà sẵn đó mình học luôn. Ban đầu thì thay vì là mình viết lại một hai câu lúc mà beginner, lúc bắt đầu á, rồi sau đó từ từ mình sẽ nâng cao lên, mình sẽ viết nhiều câu dài hơn, rồi viết đoạn, rồi từ nhiều đoạn đó ghép lại thành một bài. Ok, so để có thể mà đạt được IELTS ở cái bảng điểm là overall khoảng tầm 6.0 IELTS, thì các bạn cần phải chia ra từng cái kỹ năng mà các bạn cần phải đạt được cái mốc của mỗi kỹ năng đó. Ví dụ là về listening đi ha, thì listening là các bạn phải đạt được ít nhất là IELTS khoảng tầm là 5.5 điểm, tức là các bạn từ 23 trên 40 câu nhé. Và cái phần writing là các bạn phải đảm bảo là làm đúng được cái chủ đề, cái yêu cầu của đề bài, tại vì mỗi người sẽ có những cái ban điểm chấm khác nhau, mỗi giám khảo sẽ có một cái cách chấm khác nhau. Nhưng các bạn phải, thứ nhất, bài làm phải có tính logic, có đúng theo cái yêu cầu đề bài, không đi quá lan man mà sử dụng những cái từ mà nó phù hợp cho cái học thuật, cũng như là sử dụng những cái từ khó thì các bạn khả năng mà các bạn lấy được cái điểm cao cũng sẽ ok hơn. Về phần speaking là phần nói, thì phần nói là các bạn phải đạt được khoảng tầm là 5.5 điểm ít nhất. Để mà đạt được 5.5 điểm của về phần speaking á, thì các bạn cần phải đảm bảo được cái sự trôi chảy của các bạn, mạch lạc, tự tin và rõ ràng trong cái phần nói, cũng như là cái ngữ âm của mình nó phải chuẩn xác. Cái phần reading là phần đọc, thì các bạn phải đạt được IELTS khoảng tầm là từ 6.0 hoặc 6.5 điểm trở lên. Bởi vì ở cái mức này các bạn làm đúng khoảng tầm 30-40 câu là những cái mức an toàn của mà các bạn có thể lấy được IELTS khoảng tầm 6.5. Rồi, đó là những chia sẻ của mình, cũng như là cái mà mình muốn các bạn có thể hỗ trợ được tốt hơn trong cái phần học và luyện thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, và để hỗ trợ được cho các bạn tốt nhất. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể để lại dưới phần comment ở bên dưới tên và số điện thoại.